Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, bản đủ, đăng ký tên tư nhân, 15 bánh được hơn 5 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì màu trắng, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thì tôi đang bán chiếc xe này với giá là 398 triệu đồng. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp thưa quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2022 phiên bản số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Còn chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đủ, phiên bản số sàn này quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ thì nhìn bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị là la răng đúc rồi nè, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Nhìn bên ngoài thì chúng ta phân biệt được phiên bản số sàn hay là số tự động. Và chiếc xe này thì màu trắng rất là đẹp, lăn bánh hơn 5 vạn thôi. Đấy, mặt ca lăng rất mới luôn bạn nhé. Xe được trang bị đèn pha bi xê nông này, đèn led ban ngày này, đèn gầm cũng là đèn bi các bạn nhé. Mặt la ca lăng, lưới tản nhiệt, các thứ đều rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nước sơn của cái phần sườn bên phụ này cũng đều rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, nền rất đẹp luôn này. Đây, phần sườn bên lái này rất đẹp luôn bạn nhé. Và lốp thì còn rất dày, la răng đúc, chưa có xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, về cái phần lốp này rất mới luôn. Ba rời sốc sau quý vị các bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này rất mới luôn bạn nhé. Cụm đèn hậu này đều rất mới này. Và ở bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi đủ hết luôn rồi bạn nhé, đầy đủ luôn rồi. Đấy, phần bên phụ đây đều rất đẹp, lốp thì rất là dày. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin nhé. Tắp ghi rất đẹp đây. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, 5.9 luôn nhé, hơn 5 vạn đấy, là 5.9 luôn này. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, đầy đủ option rồi bạn nhá. Mỉ trần còn nguyên zin này. Nội thất đã được trang bị luôn là ghế da rồi bạn nhá. Trải sàn da rất đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam phiên bản 1.4 MT các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Nỉ trần còn zin luôn chứ chưa có bọc trần đâu. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ từ vô lăng, cần số này, tay phanh này đều rất đẹp này. Đấy, về cái phần đằng trước này, táp bi cánh cửa thì rất là mới đây. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái. Keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, tất cả là nguyên zin luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cho đến nội thất hàng ghế sau này đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Ở phiên bản Accent là phiên bản MT này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ hết option rồi bạn nhé. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, trải sàn da đầy đủ rồi này. Đấy, rất đẹp luôn, nội thất sau rất đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái cốp sau thì nguyên zin từ ốc cốp sau này. Keo chỉ cốp sau là nguyên zin luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau này nguyên zin hết này. Ốc đây chưa có vết tháo này, nguyên zin này. Đấy, và cái đằng sau này thì cái phần nỉ này cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau này, những cái phần nỉ ở cốp sau này, chủ xe cũng đã ốp cái táp lô. Đây là cái ốp táp lô nhé. Toàn bộ những cái phần chủ xe rất là cẩn thận này, đến 3 lớp này, từ lớp nhựa này, lớp da này, xong bắt đầu nỉ nguyên zin của xe. Đấy, 3 cái lớp này cho nên là nỉ nguyên zin của xe rất là mới này. Đấy, phần nỉ ở dưới này rất là mới các bạn nhé. Lốp sơ cua cũng còn rất mới luôn các bạn này.
Đấy, lớp sơ cua còn mới dày luôn các bạn nhé. Đấy, và cái cốp sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhé. Tất cả đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là rất là mới. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau thì toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này là nguyên zin này. Tappy thì rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, tappy này rất đẹp này. Nội thất ghế da này, nó là rất là mới luôn. 2022, lăn bánh 5.9, rất là mới các bạn nhé. Và cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ cánh cửa đây, còn nguyên zin này, chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin này. Tappy cánh cửa rất là đẹp này, toàn bộ từ tappy cho đến táp lô này, vô lăng, cần số này, tay phanh này, quý vị các bạn xem đây, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, nhìn từ bậc cửa vào thì chúng ta đã thấy một chiếc xe rất là đẹp và chủ xe cẩn thận rồi này. Úp bậc cửa để chống trước này, trải sàn ra, trải sàn cao su xịn này. Đấy, rất là mới luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, và động cơ thì cũng rất là mới này. Ốc chân máy này, toàn bộ từ ốc chân máy này là nguyên zin này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin này. Ốc dàn cò cũng còn nguyên zin. Đấy, một cái động cơ rất là mới này. Mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi, cho nên là rất là mới. Từ ốc tai này, ốc cabo này, keo chỉ cabo là đều nguyên zin luôn các bạn nhá. Đấy, keo chỉ cabo là đều nguyên zin hết luôn này. Đấy, ốc cabo đây, chưa có một con ốc nào tháo ra này. Tất cả đều rất là mới quý vị các bạn nhá. Thưa với quý vị và bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent 2022 phiên bản MT, lăn bánh hơn 5 vạn km. Thì tôi cam kết với quý vị và bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị các bạn nào mà chưa đủ tiền thì có thể trả góp mà nhé. Quý vị và bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Và nếu như quý vị và bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2022 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.